Hello, các anh em nha, mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em một con lọc giá rẻ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Victor. Và con này sẽ có tên model là BSG152B. Đây là lọc mà hàng mà Nhật vừa về thôi, nhưng mà về hình thức rất là mới, siêu đẹp nha anh em, trên 90%. Đây, bữa nay cùng xem qua về thiết kế dòng sản phẩm này. Mặt trước của dòng sản phẩm này sẽ bao gồm nút nguồn nha anh em. Và sản phẩm này sẽ trang bị chúng ta rất là nhiều cần equalizer ở cả hai vế nha anh em. Con này nó sẽ chỉnh được cả channel 1 và channel 2 nha anh em. Và giải tần số nó rất là rộng, nhưng mà từ 31 đến 20.000 hertz. Và anh em có thể mà chỉnh nói là sâu nhất có thể cho anh em. Ví dụ như ở bên trái là anh em sẽ thấy là nó để điều chỉnh về giải bass cho anh em. Ở trung tâm mà để điều chỉnh về giải mid. Và bên phải là để điều chỉnh về giải treble anh em. Nói chung mà đối với cái lọc xì, anh em sẽ điều chỉnh cực kỳ dễ dàng trực tiếp trên cái lọc cho anh em. Nó sẽ tiện hơn cái lọc số của nó rất là nhiều cho anh em. Đây. Và cái nút của dòng sản phẩm này chỉnh nữa là rất là mờ của anh em à. Và mỗi nút thì nó sẽ có một cái đầu khớp để cho anh em có thể mà chỉnh rất là tiện lợi cho anh em. Và nó có hai channel anh em có thể mà điều chỉnh cho từng loa nha anh em. Nó rất là hay. Dọc của anh em chơi nhiều nhất là karaoke. Để anh em chỉnh tông dọc cho phù hợp với anh em nhất có thể nha anh em. Anh em nghe nhạc anh em cũng phải chỉnh trên lọc cho anh em. Anh nói là con này trong những dòng sản phẩm mà tuy ở mức giá rẻ thôi mà nhưng giá trị sử dụng mà nó mang lại, phải cải thiện âm sắc và âm thanh lên nó rất là tốt. Ở bên đây cái nút để điều chỉnh volume anh em, đây là volume của cái lọc cho anh em. Còn đây là nút equalizer, nhấn nút này anh em sẽ mở chức năng của cái lọc lên. Còn phía trên là hai bát này, bộ lọc âm chép nha anh em. Còn bề mặt sau của sản phẩm này, để đầu tiên chúng ta sẽ đến tem trước nha anh em. Đây, con này thì nó sẽ có điện 100V, công suất là 12W. Tên model là BSG152B, hàng chính hãng là Made in Japan nha anh em. Còn bên cạnh là các ổng để mà để tín hiệu. Đây, chúng ta sẽ có ổng là output và ổng là input cho anh em. Input là ổng mà em để tín hiệu nghe nhạc trực tiếp qua CD, điện thoại và máy vi tính. Còn output là ổng để mà em xuất ra cục đẩy nha anh em. Mà nó sẽ có ổng mà em chơi qua AV và ổng mà em chơi qua jack canon nha anh em. Đây. Đây anh em thấy là một công tắc. Ở đây là ẩn ba lăng, là anh em sẽ chơi qua bung sen nha anh em. Còn ba lăng là anh em sẽ chơi qua cái chất canon này. Và bây giờ mình sẽ vào ngay bài test âm của lọc to mà anh em. Trời lầm lạnh đêm nay anh đưa em về, mặt em sao đây hiện tại mình đang hát mà chưa qua equalizer. Đây mình sẽ mở em qua một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi tôi về đêm bước lẻ loi. Người yêu ơi trong tình buồn, người yêu ơi đưa em về, mặt em lệ ướt lòng lạnh.
nghe phải rất là hay anh em. Đây mình chỉnh bass shape ở nó ở mức cao anh em, để cho anh em thấy được sự khác biệt của sản phẩm này khi mà anh em chơi qua lòng. Có tái tạo và sức âm nghe phải rất sắc bén anh em. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà mình đánh giá rất là cao, mặc dù nó chỉ ở phương tiện giá rẻ thôi nhưng mà. Và thương hiệu Victor thì làm lọc từ trước đến nay và nó là rất là hay rồi nha, mà không biết gì ở chơi luôn. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này để làm bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em hãy đăng ký kênh ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.